cũng phải đảm bảo, phải bảo hành, phải hậu mãi. Nếu mà mình là người mua thì mình cũng có thể thuê một cái chuyên gia đến kiểm tra chất lượng xe cho mình, thì mình cũng tốn tiền nữa. Vậy thì với cái chi phí này chúng ta gọi nó là S. Nếu mà S là cái chi phí mà người bán phải bỏ ra để thông báo cho người mua, hoặc là chi phí mà người mua phải bỏ ra để thẩm định chất lượng. Nhưng mà nếu cái chi phí này bằng không, là không có chi phí gì hết, thì không thể nào mà chốt deal được, không bán được. Vậy dù chúng ta muốn bỏ tiền ra, nếu mà người bán muốn bỏ tiền ra để mà truyền đạt được thông tin là xe của mình là xe tốt, hoặc là mình muốn mình là người đi mua, mình muốn bỏ tiền ra để thuê một người nào đó kiểm tra chất lượng xe cho mình, nhưng mà vấn đề là nếu chi phí ở đây cao quá thì cũng không đáng bỏ ra để mà mua một cái xe đã qua sử dụng. Vậy cũng không thể chốt được deal này, không bán được xe. Vậy vấn đề ở đây là gì? Là do thiếu sự tin cậy. Và giải pháp mà chúng ta đưa ra ở đây để mà giải quyết được cái vấn đề niềm tin này, nó lại quá mắc tiền. Thì blockchain làm được gì ở đây? Với blockchain thì tất cả thông tin xoay quanh chiếc xe này đã được ghi nhận lại rồi, trong blockchain rồi. Mọi giao dịch liên quan đến chiếc xe cũng đã được ghi nhận vào đây rồi. Và nền tảng này hiện tại đã có rồi nha các anh chị. Để tôi giới thiệu cho các anh chị xem. Tôi sẽ cho các anh chị xem một video mà ở trong đây mình sẽ thấy được một cái nền tảng dựa trên blockchain để mà mua bán xe đã qua sử dụng.